Xin chào anh em, hôm nay thì xin giới thiệu với anh em một chiếc kính Cartier đầu báo. Chiếc này anh em khá là quen thuộc rồi, bởi vì trước kia mình bán khá là nhiều. Ở đây là một chiếc đầu báo trong cái tình trạng là new full book, hộp của nó còn rất là đầy đủ, các cái phụ kiện của nó, hộp đỏ, hộp đen, trong ngoài hộp đỏ còn rất là nhiều. Đối với cái kính như này thì thường những cây của đầu báo thì anh em thường phối hợp với lại những màu mắt đổi màu hoặc là cận râm rất là nhiều, bởi vì cái phong cách chơi nó rất là đẹp. Riêng cái đầu báo này mình có cái cảm nhận một đó là đeo mắt kính cận nó cũng rất là đẹp. Đối với những chiếc như này thì anh em để ý, nếu mà ví dụ hôm nay mà đầu tư được khoảng 50 mà cắt cái tóc nó trông nó gọn gàng, nó sạch sẽ hơn tí nữa thì trông nó còn đẹp nữa. Những chiếc như này mà anh em mặc những chiếc áo công sở sơ mi trắng hoặc là đầu tóc gọn gàng, đeo những chiếc như này nó rất là lịch sự và tôn dáng. Anh em có thể nhìn thấy cái điểm của nó là cái vàng bóng của nó rất là đẹp. Đối với lại những anh em mà có da nó sáng một chút thì đeo nó rất cực kỳ là đẹp. Còn đối với anh em mà da mà nó hơi xuống một chút, xuống ở đây có màu, có nghĩa là màu nó hơi tối một chút, đeo những chiếc báo mờ. Những chiếc như này thì có là đây, như chiếc này là báo bóng, còn những chiếc báo phay xước mờ thì màu nó sẽ trầm hơn, nó sẽ xuống hơn. Còn đối với những chiếc như này ra anh em nào trắng, mặc đồ trắng, có nghĩa là đầu tóc gọn gàng, lịch sự thì những chiếc như này nó rất là phù hợp. Đeo mắt cận nó cũng rất là đẹp. Và đối với những cái form mà đầu báo như thế này thì anh em nên cắt một cái form nó nhỏ vừa phải, đeo ôm với khuôn mặt nó rất là đẹp. Đối với những chiếc như thế này thì cái nguyên bản mắt dưỡng của nó đang là mắt unisex, có nghĩa là nam nữ đều đeo được. Thì những cái phiên bản mà cắt cho nam thì em sẽ cắt to hơn một chút và cái dáng nó sẽ đẹp hơn. Em cắt rất là nhiều và ở trên Zalo của em có đăng rất là nhiều cái ảnh mà đã demo hoặc là đã cắt cho khách, hoặc là ảnh mà khách đã đeo, trông lên rất là đẹp và tôn dáng. Đặc biệt là những chiếc mà cắt như thế này và nó ở trong cái tình trạng đổi màu nó cũng rất đẹp, đổi màu hoặc là cắt mắt râm, cận râm và có thể sử dụng các mắt cận. Tuy nhiên có một cái yếu điểm mà trước kia không chỉ ở cái dòng này mà ở các những dòng khác là anh em luôn luôn lưu ý là khi mà đeo những chiếc kính như thế này thì phải mở kính vào ra nó như thế này đó, thì nó sẽ rất là an toàn cái kính. Còn nếu mà bởi vì là nếu mà anh em giật như thế này thì cái điểm này nó sẽ rất là yếu và nó rất là bị dễ gãy. Và chính vì nó rất là ôm mặt, khi mình giật như thế này là nó sẽ không có cái độ đàn hồi. Nói đến đàn hồi thì anh em phải nói đến kính vàng 18K. Chiếc này thì hôm qua thì anh em có thể thấy ở trên Zalo, nó trên Zalo của em hôm qua thì khi mà hậu quả của việc là uống bia kém nên là về là để kính ở trên giường, sau đó nằm lên chiếc kính và nó bị méo sạch, nó rất là méo. Nhưng mà ngày hôm sau thậm chí nó đứt cả cái cước này, hôm sau thì nắn lại rất là dễ dàng, bởi vì nó là vàng khối 18K, nó đồng chất, nắn lên nó rất là dễ đó. Lắp lại cái cước rất đơn giản. Ở đây anh em thấy đeo rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà những chiếc này mà nằm mà gãy như này thì những chiếc này thì chỉ có toang, không bao giờ, những chiếc như này thì không bao giờ nắn được, nắn rất là khó, gần như là không dám nắn những chiếc như này. Nhưng vàng khối như này thì anh em nó rất là mềm mà có thể nắn được rất là dễ đó, uốn chỉnh nắn dễ. Là vàng khối nó chơi nó cũng nói gì nói đắt, bỏ đắt thật, nhưng mà nói gì nói thì chơi nó cũng rất là bền bỉ, nó hơn các cái dòng khác, tiền nào của đấy thôi. Và anh em chơi càng nhiều thì anh em sẽ có càng cái cảm nhận về kính vàng khối 18K nó hay như thế nào. Không phải đơn giản mà một chiếc kính vàng 18K nó 3-40 triệu cũng có, mà 300-400 triệu cũng có, mà 1-2 tỷ cũng có. Tất nhiên là 1-2 tỷ thì theo anh em thấy là nó cũng hơi quá xa, nhưng mà đeo khoảng tầm 200 đổ lại nó khá là đẹp. Để anh em nhu cầu chơi. Xin cảm ơn anh em.